gần đầu một chút ạ. Khi mà được nhận lời tham gia làm ban giám khảo trong cuộc thi ngày hôm nay thì Chi cũng đã, bản thân Chi rất là yêu thích những cái bài hát có nội dung về thầy cô mái trường. Và khi mà được báo rằng là sẽ có một tiết mục tham gia của anh Thắng thì Chi cũng rất là vui khi được trở lại đây và được hát một bài hát mà Chi đã hát cùng với người bạn Minh Phương của mình cách đây 5-6 năm rồi. Và hôm nay rất là vui khi được chia sẻ lại cảm xúc đó, và hy vọng rằng các anh chị, các thầy cô cũng vui sẽ ủng hộ cho Chi bài hát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.